ổn định rồi. Chứ tao làm việc phụ bố mẹ nó. Ừ thì làm đi. Máy này chạy êm. Mà nó cũng làm mới nó lên. Có cái gì nó động động hay nhỉ? Hello.
Không. Vậy cái này cái gầu nó xuống cái sâu với cái bẫy sâu. Tại vì nó nằm ngay đây này, ba này. Máy của mình chỉ được 2 mét thôi. Hơn 2 mét tí. Mà phải đục cái gầu đi đã. Đục cái gầu đó là sạch. Để cái gầu bẩn như này nó tối chứ. Đây đây rồi không làm gì hả? Đó có đây nó. Cày thế này đến đây luôn hả? Đó. Không mét mà. Nó chín đây. Em chưa nghe đi bán xe ba hay sao ấy. Anh Trương em về các anh chưa? Không có hỏi mày mưa có sao không chứ trời mưa thì kể mưa ra. Mưa thì ướt chứ sao mà em mưa. Chị gà thợ mới bốc mày. Cái chỗ này cái chỗ này em ngon mà bán. Cái chỗ này cho ngon mà. Với bức tường nó lớn không làm được.